Anh thấy là nó gọi là phải đi học thêm đó. Rồi cô gõ vô đây. Trần Duy Khang hay cần phụ đạo thêm ha. Rồi xong, hỏi công việc là Oshigoto wa nan desu ka ha, em đọc lại giúp cô. Oshigoto wa nan desu ka. Oshigoto wa nan desu ka. Ừ, nhớ ha. Cái quan trọng là các em chịu học hay không á, chứ giờ mà thầy cô có dạy cái phụ đạo hơn nữa, của em không chịu học, không chịu enter vô đầu nó cũng vậy, mà tốn thời gian cả đôi bên, tốn thời gian của cô và trò luôn. Cái quan trọng là em phải chịu enter vô, phải chịu học bài. Tiếng Nhật không khó nha, tiếng Nhật không khó, thuộc lòng không à, đa số thuộc lòng. Nên những cái bạn nào mà mình bận biểu chơi game, mà chơi học những cái môn khác, bận biểu không có coi nó một gì, không cần nhìn nó luôn, là chắc chắn không bao giờ học được ha. Có phù đạo mấy cũng không vô. Nên cái quan trọng là mình nhìn nó để nó enter vô đầu. Giống như cô nè, cô giờ cô giỏi mấy, tài năng mấy, thạc sĩ tiến sĩ mấy, mà cô học cái môn đó mà cô không dòm là nó không nhớ vô đầu, cô cũng không biết gì hết, đúng không? Rồi đọc tiếp nha. Quang Nhật. Dạ. Rồi đọc từ này cô coi. À, cái chữ đầu là chữ gì em quên rồi cô. Cái tăng than chưa vi ai than chưa vi merito than chưa vi merito tăng chưa vi hay đâu merito tăng chưa vi không merito ở đâu đây à không than chưa vi tăng chưa vi là sinh nhật, ngày sinh nhật đó ha. Dạ. Rồi đọc thêm từ nữa nha, từ này đọc là gì? Sở thích thôi cô. À. Ờ đúng là sở thích đấy. Đọc đi. Thích là Kiyomi. Alo cô. Cô đây, nói đi, đọc lại. Đọc lại một lần nữa cho cô. Xiaomi. Xiaomi. Hả? Xiaomi không phải Xiaomi. Xiaomi. À. Ừ, đúng rồi ha. Em ghép nè, Xiaomi ha. Em là có nhu cầu cần học thêm nữa cô nha. Rồi từ đây đọc nửa từ nữa em. À. Dokusho. Giỏi, đúng rồi, chính xác, chuẩn, không cần chỉnh gì cả. Dokusho là gì nhớ không? Bữa học rồi nhớ không? Eto, đúng rồi đó, chuẩn đó, giỏi. Này xem anime dữ lắm phải không? À? Nói chúng ý xem cười vậy. Đúng cái mục. Đúng. Dokusho là đọc sách nha con. À, dạ. Ừ, rồi từ này em con đọc còn nữa coi được không nè.
Ongaku. Đúng rồi, chính xác, chuẩn ha. Ongaku là âm nhạc đó ha. Ongaku. Rồi tiếp. À, Phi Long. Đọc con nghe coi. Ê, đúng rồi, bức tranh ha. Ê, rồi cái này nhớ không? Cái này là Ryoko. Đúng rồi, Ryoko là du lịch đó ha. Rồi cái này tiếp coi. Cái này là Eiga. Đúng rồi, ok, good. Ê, ha. Minh Tùng, Minh Tình, good. Rồi. Cái này đọc thêm bạn Minh Đức, Lê Minh Đức. Dạ, dạ em chưa thuộc kata lắm cô ơi. Sakka. Sakka. Ờ, dạ. Sakka là đá bóng đó ha. Rồi Đức đọc từ này cô coi. Go 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 gì? Go Lư Phừ. Đánh gôn Go Lư Phừ nha. Rồi tiếp. Chữ này các bạn đọc là tennis sư. À, tennis sư là đánh tennis đó. À. Tennis sư nha bạn. Các bạn nào tắt mic cô với. Rồi chữ này là già kêu. Già cầu á. Già kêu. Giả kêu hay giả cầu ha. Rồi chữ này pin bòn, bóng bàn. Pin bòn, bóng bàn. Rồi cái này skato. Skato là trượt băng ha. Rồi mấy từ nữa thôi. Nhớ ha. Rồi thêm chữ hai ba chữ nữa nè. À, mấy cái chữ này hay gặp nè, các em ghi luôn nè nha. Đồ rai bừ. Đồ rai bừ là lái xe. Đồ rai bừ là lái xe. Tiếp nha. Chữ karaoke này là hát karaoke. Được không? Rồi từ vựng, cô tắt cái phần từ vựng nha. Ôn tập xong, xem một từ mới cũng đã xong. Bây giờ cô đi qua ngữ pháp nha. Theo kịp không? Cô tắt. Qua ngữ pháp. Hồi bữa mình học chữ quá là thì rồi đúng không? Chữ cũng là từ gì các bạn? Mô. À chữ mô đúng rồi ha. Rồi mình học biết hỏi tên, biết hỏi quốc gia, biết hỏi công việc rồi nha.
Bây giờ mình tập nói phủ định, bữa bữa các bạn chưa học tập nói phủ định đúng không? Bây giờ tập nói phủ định và câu hỏi. Rồi, ghi vô. Bữa các em ghi này chưa? Watashi wa gakusei desu, là học sinh. Thật sự bây giờ mình phủ định đi, tôi không phải. Mình lặp lại cái từ đó, mình thêm desu wa arimasen. Ha. Desu wa arimasen. Đây, công thức nó đây à, phủ định nha, mình nói ở thời hiện tại và tương lai á ha. Sau này cái đuôi này sau này nó sẽ biến thành nhiều cái để star là quá khứ này nữa, nên mình dùm học hiện tại tương lai thôi, chưa có học quá khứ đó. Đế hòa arimasen, mình còn một cách nữa là già arimasen. Nhìn để các bạn già arimasen, đây cô có ghi hai cách, em muốn sử dụng cách nào cũng được. Đi vô các bạn. Ghi vô. Xong chưa? Ghi xong phần này chưa? Cô đi qua phần khác. Không đi thôi, em học tí. Xong chưa các em? Không ai trả lời luôn. Cho em xem cái cách hai. Hả? Cái cách điên thứ hai. Cách điên thứ hai gì? Cái kiểu ghi thứ hai đúng không? Cái... À, đọc lại hả? Dạ không, cô để cô cho xem hai cách ghi. Đây nè, trên slide nè, già arimasen nè. Dạ vâng. Nè, thấy không? A quá B già arimasen, hoặc là A quá B đế quá arimasen. Hai cách này giống nhau, muốn ghi cái nào cũng được. Thấy chưa? Trên slide kìa. Rồi, nhìn đây, bạn Phan Hoàng Duy. Dạ. Yeah. À, em nói tôi không phải là Duy nữa thì sao? Watashi wa Duy ja arimasen. Đúng rồi, chính xác, hiểu bài đó. À, Tâm Phong. Dạ. Yeah. Em nói em không phải là người Việt Nam nữa thì sao? Watashi watashi okuni wa betonamu arimasen. À, betonamu arimasen đâu có, y chang cô mới dạy đó nè. Nói lại,
Watashi. Watashi no okuni wa Vietnam. Dạ em không nói được con. À, Vietnam, người Việt Nam là gì Phong? À, Jin. Vietnam Jin. Vietnam Jin. Bây giờ phủ định là gì? Cô vừa mới dạy xong là gì? Xia. Xia. Dạ. Đúng rồi đó, ghép vô thôi gì đâu, không được rồi. Nói lại. À, Watashi no okuni wa. Tôi không phải là người Việt Nam. Watashi wa Vietnam Jin già Arimasen. Còn kuni là quốc gia. Nói lại. Watashi wa Vietnam Jin già Arimasen. Đó, y chang người Nhật luôn ha không? À. Dạ. Rồi, Nguyễn Minh Quân. Hi. Ờ, tôi không phải là người Nhật nói sao? Watashi wa Nihonjin de wa arimasen. Đúng rồi, chính xác. Good. Ha. Rồi, đọc câu cái này con Nam Anh. Đỗ Nam Anh. Nam Anh có không? Rồi, absent ha. Rồi, Lê Gia Huy. Lê Gia Huy. Dạ, dạ con. Đọc câu từ này coi. Na Namu. Đúng rồi, Namu sang quá. Namu sang quá. Sensei desu desu ka. Đúng rồi, chính xác. Rồi các bạn nghe đây nha, bây giờ mình học phủ định rồi, khẳng định rồi ha. Bây giờ mình học câu hỏi. Câu hỏi cứ em thêm chữ cá là vào ha. Ở bên tiếng Nhật ta cứ thêm chữ cá cũng là được ha. Thêm bất cứ vào câu nào thì thành câu hỏi thôi. Nhớ nha. Và thường thường ở cuối câu người ta không có đặt dấu chấm hỏi mà ta vẫn đặt dấu chấm. Được không? Rồi, thì câu hỏi ha. Đấy, công thức nó A quá B để cá, thêm chữ cá vào nha. Ghi vô được em. Tôi nó học sinh bằng máy tính được mà. Hả? Rồi. Câu nghi vấn ha, ở hiện tại và tương lai. Bây giờ mình trả lời nè, câu hỏi người ta hỏi vậy mình trả lời làm sao? Lan có phải là học sinh không? Vĩnh Thịnh, làm cô câu này của Vĩnh Thịnh. Thịnh ơi. Rồi, Vĩnh Thịnh không thấy thì Trí Thịnh làm cho cô coi. Trí Thịnh. Dạ. Sao im ru hết à, còn hả? Hết hồn các em, có gì nói cô nha các em. À, cô già tuổi huyết áp nay lên xuống tốt thường im ru, cô sợ quá.
sợ ra rớt mạng. Lansan wa gakusei desu ka? Đúng rồi, Lansan wa gakusei desu ka, hiểu bài đó ha Thí Thịnh. Rồi các con coi đây nha, bây giờ câu trả lời. Trả lời yes no ha. Ví dụ đúng thì mình trả lời. Vâng, Lansan wa gakusei desu ha. Lansan wa gakusei desu. Mình lặp lại từ trong một đơn có nghĩa là có hay không có cũng được nha. Được không? Một cách. Vâng, đúng vậy. Ghi vô các bạn. Nói với tính không được hả? Vô điện thoại được không máy tính? Điện thoại vô cái điện thoại vô xóa rồi. Hả? Xóa rồi. Xóa rồi hả? Ừ. Giờ học máy tính đi. Máy tính là cài cho lô nó chậm đang ấy à. Nhắn cô nói bạn nghe bị ấy gì đâu. Mà sáng hôm nay nó học mấy giờ? Giờ vô rồi. Số điện thoại nói cho nó luôn đi vô cái cái này vô chưa các em? Ghi xong chưa các bạn? Cô bấm nha, đó là trường hợp trả lời yes. Còn ví dụ trường hợp trả lời no thì sao? Đây, lang sằng quá gắt cứ say để cá. Không, em vừa học rồi, không là từ ie đúng không? No, ie đây ha. Gắt cứ say mình lặp lại cái từ phủ định ha. Già adimasen hoặc đế qua adimasen đều được ha. Một cách. Còn cách nữa mình trả lời ngắn gọn. Ie chigaimas có nghĩa là không, sai rồi. Ghi vô các em. Không, sai rồi. Vào được nói nha, vào được nói cô giáo nha. Nhắn tin cho cô giáo. Hiểu không các em? Dạ hiểu. À ok, cái gì không hiểu nói cô kịp thời nha.
Tắt cái gì? Em tắt cái thằng TV dưới đây. Cô kêu Dũng ơi kìa. Rồi tiếp nha các bạn. Bi sằng quá gắt xe để cá. Câu này nghĩa là gì nha? Bạn Lê Gia Huy. Dạ là bạn Bi có phải là học sinh không? Đúng rồi ha. Các bạn nên nhớ ha, học sao làm quy vậy ha. Không có đi sai lệch một chút nào hết, cứ học sao cô là cho làm quy y chang vậy, hoàng qua hoàng lại cứ nghiêu tới làm tới thôi. Anh em nào học kỹ một chút là làm quy 90 là chuyện bình thường. Rồi, tiếp, bạn trả lời gì đó Huy? Dạ, dạ phải ạ. Ừ, đúng rồi ha, vâng, phải ha. Rồi, câu này nói là gì? Dạ, dạ không, không phải là sinh. Đúng rồi. Kaisain là gì biết không? Dạ. Dạ đâu ạ? Kaisain là nhân viên công ty ha. Tôi không phải là học sinh, tôi là nhân viên công ty. Dạ. Ha. Rồi, tiếp nha bạn. Cô cho anh coi vậy đó. Rồi mình hoàn thành câu được không? Cứ cho vậy mình hoàn thành thêm từ vô mình thành câu. Học sao mình làm vậy? Trí Thịnh, Nguyễn Trí Thịnh. Hai. Ờ, làm cả lần nữa coi. Được không? Bây giờ viết thành câu được không? Ví dụ đi thi mà em gặp vậy em sao em viết thành câu? Không biết. Không biết hả? Dạ. Yeah. Từ quà ta si là gì Thịnh? Tôi. Tôi gắt cái xe là gì? Học sinh. Học sinh đúng rồi. Nãy cô dạy cái câu ở trong câu nó phải có chữ gì? Quà. Wow. Chữ qua đúng rồi, có chữ gì nữa, chữ gì về lịch sự nữa? Des. Đúng rồi, rồi con ghép vô đi. Watashi wa gakusei desu. Vậy tại sao nó không biết? Dạ, con tưởng phải có ngữ cảnh hay sao? À, đấy, làm được rồi đấy, thấy không? Rồi, ha. Rồi, tương tự, đây Kim đúng không? Kim, Kaisain là nhân viên công ty rồi, con ghép một câu nữa coi Thịnh. Kim san wa... À. Cái sư Kaisain. Kaisain. Yes. Đúng rồi. Dễ không? Tiếng Nhật rất là dễ luôn ha. Đấy. Bạn Trí Thịnh làm đúng hết hả? Giấu nghề ha, nó còn biết. Rồi, xong nha các bạn. Bây giờ nhìn cái mới nè, bây giờ bắt đầu cái mới nè. Furi Daigaku có nghĩa là trường đại học Furi á. Toyota là công ty Toyota ha. Bây giờ mình nói tôi là sinh viên của trường đại học
Furi mình nói làm sao, đúng không? Tôi là nhân viên công ty Yota mình nói làm sao. Đây các em và chú ý cái này nha. Đây cô viết nè. Ai sở hữu, hồi xưa mình học tiếng Anh ai sở hữu người đó đứng trước, bây giờ tiếng Nhật cũng vậy, ai sở hữu người đó đứng trước, đúng không? Đây tôi là nè, chữ quá là học sinh nè, dịch ngược lại sau của chữ nô nghĩa là đại học. Furi tương tự. Kim là nhân viên công ty của Toyota. À, khi mà có tên công ty nha các em, có cái tên một công ty là ngầm hiểu các công ty rồi, mình bỏ chữ Kai đi, thành Sai In không thôi. Ở đây cô biến thành nè, à, Toyota no Sai In des, bỏ chữ Kai đi, tại là có cái tên công ty rồi, quy định của người Nhật vậy, mình thuộc lòng thôi. Còn không có tên công ty, mình nói mình là nhân viên công ty thì mình bỏ cái chữ Kai vô, Kai Sai In vô. Ghi hai ví dụ này vô các bạn, thêm chữ No vô, No nghĩa là của. Đấy, nô là của ha. Rồi ghi vô các bạn. Xong phần này chưa các em? Rồi ha, hiểu chỗ này không? Hiểu chữ nô không? Nô là của ha các bạn? Của ha. Rồi bây giờ cô hệ thống là kiến thức này, bữa thứ hai với thứ tư giờ mình học này nha. Cô hệ thống là các bạn ha, các bạn nào nãy giờ mình lơ là nhìn lại nè, nhắn lại một lần nữa nè, công thức ha. Bữa mình học công thức cái gì đó, A quá B đẹp gì đó ha, tôi là Sơn, tôi là người Nhật gì đó, tôi là người Việt gì đó ha, một công thức. Rồi thêm chữ nô mình mới học xong á, tôi là gì đó của ai đó ha, thêm chữ nô vô, được không, mới học xong. Còn công thức A, B, đế quà Arimasen hoặc là già Arimasen là không, mới học xong đó ha, học là phải hệ thống lại. Rồi câu hỏi là gì đó, A quá B đẹp cá ha, câu hỏi ha. Nếu vâng thì mình trả lời hay, lặp lại từ đó mình thêm chữ des. Còn nếu mà không phải mình thêm chữ ie, mình lặp lại từ đó mình thêm chữ già Arimasen. Hoặc là đế và Arimasen nghĩa là không. À, ôm hẳn lên. Hỏi tên là Oname quá, nan desu ka? Ha, tên bạn là gì vậy? Nan. Hỏi công việc là Oshigoto quá, nan desu ka? Hỏi quốc gia là Okuni quá, dochira desu ka? Đây, tất cả những gì thứ hai và thứ tư chúng ta đã học. Ghi vô cái hệ thống lại. Chỗ nào không hiểu hỏi liền. Hiểu. Thank you.
không? Có ai hỏi gì về vấn đề này không? Không không. Rồi. Nghe nha các em. Giờ mình nghe một chút nha. Hồi trước khi nghe, tụi em mà không thuộc từ vựng á, mà không biết ngữ pháp mà nghe nó không có ra. Buộc lòng tụi em phải thuộc từ vựng mà ngữ pháp thì nghe nó mới ra ha. À, trước khi đi vào từ vựng, cô hệ thống lại cho các em làm cái này một tí đã. Cho làm bài test ha. Cả lớp nhìn màn hình nha. À, nhìn thấy màn hình chưa? Nhìn thấy màn hình chưa các em? Rồi. Rồi bây giờ làm thử coi ABCD chọn liền rồi cô coi. Tập chọn luôn coi. Kiyoshi, Kiyoshi là đồng nghĩa với từ sensei đó ha. Rồi nhìn coi các bạn. ABC chọn câu nào? Câu A. Đúng rồi, chính xác câu A vậy là hiểu bài đó. Tiếp. Số 2 thử coi. Ơ cái này chưa học, tăng zoom chưa học. Rồi, tiếp câu này. B. À lộn A. AB. Dạ A. Anohito. Đúng rồi, A, chính xác, good. Đấy. Rồi qua số cái này chưa học ngày tháng. À. Rồi tiếp câu này. Câu 6. Cô Bi. Cô Bi, có ai làm khác không? Hoàng Việt phải không? Bạn nào vừa nói đấy. Dạ, Phú Sơn. À, quốc sơ Phú Sơn ha. Bạn Phú Sơn làm đúng rồi nè. Hai câu B. Em theo kịp không? Ha. Này, Kimura Sàng Nô nè. Nô là của ha. Cư ni quốc gia của Kimura là Nhật ha. Rồi, tiếp câu 7. Chọn gì các bạn? B. Câu B. O shigoto wa nan desu ka? Đúng rồi, chính xác ha. Trả lời kasein, kasein là nhân viên công ty thì mình chọn câu B, công việc ha. Còn câu A là quốc gia rồi, quốc gia bạn ở đâu? Còn câu C là sở thích của bạn là ở đâu là mình chưa có học tới sở thích ha. Được không? Hiểu bài đó ha. Rồi. Rồi. Tạp chí, chữ tạp chí là từ giặc si. Ai là dịch, dịch từ này cho cô coi. Ai dịch câu câu 8 cho cô coi. Giặc, tạp chí là giặc si. Đấy, cô cho từ đó. Thi quy nó cũng vậy thôi. Đây là một trong cái đề mẫu. Dạ kore wa anata no yashi yashi desu ka? Hai so desu. Đúng rồi ha, tạp chí này có phải là cô giáo ha.
đúng rồi ha, giặc si quá sen, ví dụ mình chưa có học á, mình... cô giáo cô giáo giặc si quá ha. Rồi chữ quá này sen se se no cô giáo đúng không, sen se no giặc si desu ka đúng không, giặc si à đúng không, cái gì của ai là desu ka thôi đúng không các bạn ha, giặc si quá sen se no giặc si desu ka ha, hay so desu hay ha, đúng vậy so desu là đúng vậy được không đấy, cái này chưa học của ai là của em chưa học ha. Rồi thôi làm vậy được rồi, như vậy hiểu bài đó ha. Ai cần hỏi gì không, cần trao đổi, cần chỗ nào khúc mắc gì hỏi cô nè. Không hả? Về ôn lại đi. Ai hỏi gì cứ hỏi. Còn dạ, phần nữa mà cô hỏi đi em, Đông My hỏi đi. Dạ, em muốn hỏi là cái âm ghép cái chữ chơ á cô. À. Em thấy em đánh không cái được cái đó. Âm đánh chưa có được hả? Chữ chơ á hả? Chẳng hạn như chữ nào? Trực tiếp gõ trực tiếp luôn cho thấy nè. Mấy cái âm ghép. Âm ghép hả? Âm ghép nó đâu có ghép chữ chư. Em đánh được cái okay, không được. Chữ chư không bao giờ làm âm ghép nha. Cái này là âm ngắt chứ không phải âm ghép nha. Ý em nói chữ giặc si này đúng không? My. Im ru rồi. À. Dạ đúng rồi. À, tại vì em không có biết cái nguyên tắc là ở sau mình phải double cái chữ phụ âm ở sau. Ví dụ giặc si đúng không? Chữ giặc phải không? Em double theo chữ si, em double hai chữ si lên nó mới ra. Em double một chữ nó đâu có ra. Thấy không? Không có đánh không? Ví dụ nè. Nhìn nha. Giặc si đúng không? Em đắp bộ hai chữ si lên, em chữ si lên đó nó ra đó, thấy không? Em đắp bộ hai chữ si. Cái này không phải là âm ghép nha, chữ chư không bao giờ làm âm ghép mà là âm ngắt nha, My. Âm ngắt và chữ chư đánh nhỏ lại thì không bao giờ mình đọc chữ chư nhỏ đó, mình ngắt nó mình không có đọc. Ví dụ chữ tốt tê đúng không? Tốt tê thì em đánh chữ tê này sao nó ra được, đúng không? Anh vậy sao nó ra, em phải đắp đắp bộ hai chữ luôn, bữa cô dạy đó, đắp bộ lên hai chữ tốt nè. Đắp bồ lên phải nhớ mấy quy tắc đó, đó. Thấy chưa? Rồi còn chữ nào mà con đánh không đánh không được nói liền cô chỉ liền chìm cho. Gõ thử được hết chưa? Cô ơi, chữ giặc si là chữ đầu ghi sao cô? Giặc si hả? Chữ Z á. Mình đọc sao mình viết vậy, từ khi mà em đọc cũng được. Chữ giặc si là chữ Z. Em gõ chữ Z đi. Được rồi cô. Được ha, đó. Từ khi mình đọc cũng được. Còn ai hỏi gì nữa? Dạ cô cho em hỏi cái kata cô. Thì cái lúc cô viết ra thì làm sao thì gió biết được lúc nào kata lúc nào hira. Tại biết cái biểu mình nhớ. À mấy cái này mình nhớ mặt chữ thôi. Ví dụ chữ Mỹ, nước Mỹ là mình không thể nào mình biết hiragana được. Tại người ta viết katana. Thì người Nhật viết làm sao mình viết như vậy. Mình nhớ mặt chữ mình viết thôi. Chứ không có quy tắc là khi nào tôi phải viết như vậy. Khi nào, nó không có quy tắc khi nào hết á. Ví dụ ví dụ cái tên nha, cái tên thì ví dụ viết Nam, đợi em viết chữ Nam không được đó cô. Thì ghi là Nam Ừ, thì Nam Ừ nó vẫn hiện ra là hiragana chứ nó không có hiện về kata nha. Dạ em không biết chuyển, cái đó là do lỗi em không phải do người ta. Hiểu không? Chữ Nam, Nam là tên tiếng Việt đúng không? Dạ. Buộc lòng em phải viết katakana, chữ Nam Ừ nè, em gõ Nam Ừ nó ra hiragana đúng không? Em phải chuyển qua katakana chứ. Dạ em chuyển qua chứ. Dạ em chứ, hiểu không? Em viết chữ không? À là phải enter xong mới chuyển sao cô? Tùy bằng phím, tùy cái máy tính của mỗi người khác nhau, như phím hoặc em bấm xoay nó cũng enter, hoặc là em tự chuyển bằng phím, em nhìn vào góc trái nó có chữ nè, em bấm vô đây nè, full viết katakana nè. À dạ dạ. Rồi em gõ thôi. Hiểu chưa? Dạ. Đó, cô chỉ rất là chi tiết rồi nha. Mai mốt mà đi học mấy thầy cô khác là đừng có phân bì nha, nó trời hồi xưa học bằng cô đó bằng kỹ ghê luôn tới này không á. Có những em ghi vô như vậy rồi, đừng có phân bì với giáo viên khác nha. Rồi được gì nữa các bạn? Rồi các em nghĩ đi, cô còn một phần nữa mà cô không dám dạy nữa, dạy nhiều các em loạn. Thứ sáu dạy tiếp, thứ hai làm quy. Đáng lẽ thứ sáu làm quy nhưng mà thôi kệ, chạy trễ một bữa đi. Thứ hai làm quy cho nó chắc. Ship cap lock bạn chỉ kìa, bạn chỉ kìa, bạn bạn trung kỹ kìa, một tùy bàn phím ha. Như bàn phím của cô là con không bấm ship cap lock, control cap lock được.
khi cài á, cô chỉ chuyển bằng chuột thôi. Ship cấp lock Romanji kè, control cấp lock Hiragana kè, Anton cấp lock Katakana kè, bằng tấm đất trung chỉ kè, Arigato. Giỏi. À, có những bạn dùng bằng phím như thế này, ok. Rồi các con nghỉ đi. Về học bài từ vựng nha. Để thứ sáu cô vô cô dạy một phần nữa nha. Thứ hai mình làm quy trình máy nha. Rồi, cô chào các con.